Khui. Khui đi. Ok. Coi đi, coi đi. Khui đi. Giờ bắt đầu gỡ cái bugin ra, vô cái bô đồ chơi. Ồ, quá trời phụ kiện luôn vậy. Có bát luôn. Mấy bộ phụ là nó có mấy cái này nha. Bộ cổ, Fujitsu. Sắp luôn đi, sắp luôn. Để xuống đi. Ừ, đúng rồi. Này tới nhà giờ chính nha. Wow, trong hộp đẹp vậy. Lấy gọc ra để cho nằm xuống gọc không được rồi. Ừ, rồi, gọc bên được rồi. Ồ, này không cho xài cái dọc giấy luôn. Xài dọc cái bô á. Hôm nay anh em khá là đông luôn nha. 4-5 anh em xuống xe quá trời nhiệt tình luôn. Linh kiện theo. Lò xo. Ốc, lông đền chim. Bát giữ bô. Này mũ hay carbon ta? À carbon luôn. Khui khui nghe. Khui giùm vậy. Cho lên hình luôn. Ôi cái tay nha. Ôi cái tay dưới kìa. Ghê quá. Ok, quá đẹp trai luôn. Cái bát carbon có chữ Acavit luôn. Khá là chắc chắn luôn nha. Anh tự khui luôn không? Ok, khui luôn. Chính chủ khui luôn. Anh gọc sẵn đi, anh gọc sẵn đi anh, cho em trai nó gửi được rồi. Ha ha, nó vô lông trọng ha. Vào xả cái bô ghiên ha, bô ghiên bô cổ ghiên luôn, vô bô cổ này xóa xe nhẹ đi. Chắc nó nhẹ thì khoảng cỡ 8kg nữa. 4-5kg hả? À. Cái xe nó đang nó nhẹ rồi, dục cái bộ cổ ghiên nó nhẹ nữa. À, khui luôn, kênh coi luôn. Này ốp bộ cổ. Ok. Quá sắc là đẹp luôn. Rồi khui luôn. Wow. Ồ, gắt vậy. Nhìn trong mình thấy không đẹp ngoài ha. Trong hình thấy nó hiền quá. Rồi khui luôn. Cầm lên luôn. À nó có cái gảnh. Đồ, quá là trai luôn. Ống này chắc 60 quá. Cho điều yêu xíu. Cái đường hàng xịn nó giống như nước kìa. Anh cho anh coi cái lưới. Này coi lưới xịn nha anh em. Thấy không? Ok. Ồ, đăng ký hỗ trợ đèn ánh sáng. Rồi ok. Thay lưới. Cái lưới chồng lên ha. Ok bây giờ chờ máy lên bô xong mình cứ quay lại cái nữa nha.
Ồ, ống trên nhỏ, ống kia bự đã à. Quá dữ. Ok anh ơi, thank you anh. Ồ, nhìn không đấy. Anh chổng cái đuôi này sao lên thử coi, chổng cái đuôi sao thử coi. Thank you.